Top thương hiệu đồng hồ Nhật phổ biến nhất, một Seiko, nổi tiếng về công nghệ, được sân chơi chuyên nghiệp ưu tiên sử dụng, bộ máy tự sản xuất. Đây là lợi thế cạnh tranh lớn giúp hãng không bị lệ thuộc vào đơn vị thứ ba. Các bộ sưu tập nổi tiếng như Seiko 5, Seiko Kinetic, Seiko Princess hay Seiko Premier, chỉ với hơn 3 triệu đồng là bạn đã có thể sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ Seiko chính hãng. 2. Aran, sử dụng bộ máy in-house, độ hoàn thiện tinh xảo mang lại sự sang trọng, thanh lịch, thiết kế nổi bật như kính cong hay open head. Một số tính năng đặc biệt như Sun and Moon, thang đo dự trữ năng lượng, lịch nhảy. Bộ sưu tập ưu trụ nhất là Aran Bambino, Aran Marco Andre, Aran Pro Saturation Diver hay Aran Star, giá trị từ 3 triệu đồng. 3. Citizen, mẫu mã đa dạng, chất lượng ổn định mà giá cả lại phải chăng, đặc biệt ứng dụng công nghệ Eco Drive vào trong sản phẩm của mình. Ngoài ra, Citizen còn được biết đến với những phiên bản đẹp mắt cao cấp, chống sốc và chống nước tốt. 4. Casio, phần lớn các sản phẩm đều có thiết kế đơn giản, thanh lịch, tuy nhiên vẫn có nhiều dòng tương đối hầm hố và thể thao, giá cả phải chăng và đặc biệt nhất là phù hợp với túi tiền của người Việt. Bạn sẽ dễ dàng sở hữu một chiếc đồng hồ Casio chính hãng với chất lượng an tâm chỉ với mức giá chưa đến